Sáng nay tôi có hỏi hai bạn của tôi. Câu hỏi là theo anh thì phụ nữ có nên đi làm phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Trả lời cho thật lòng nhé. Người thứ nhất, anh bạn này là Việt Kiều. Thì anh trả lời là yeah, of course. Người đàn ông nào cũng thích bạn gái hay là vợ của mình đẹp chứ. Mặc dù hay nói và đưa ra quan điểm rằng là gì, thích vợ hay bạn gái đẹp tự nhiên, có sao để vậy? Chẳng lẽ nói vợ hay là bạn gái là chưa đẹp chỗ này, chưa được chỗ kia, sẽ chạm tự ái cách nào? Nhưng mà nếu như vợ hay là bạn gái đi làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì dĩ nhiên rất rất thích. Người đàn ông nào cũng thế thôi, cũng thích người bạn gái của mình là eo thon, dáng đẹp, mũi thanh, da tươi trẻ, ngực to, vân vân. Còn anh bạn thứ hai là người Việt Nam thì anh ta trả lời là quá nên đấy chứ. Theo như thời đại hiện tại thì mắc cái gì phải để cái mũi tẹt lép, rồi tại sao phải để cái ngực lép, trong khi công nghệ làm đẹp thì càng ngày càng rất đa dạng. Và các nàng các cô có dáng đẹp, ngực đẹp lên trên mạng xã hội thôi thì cũng đã tăng được like, share và theo trào lưu kinh doanh trên mạng. Hơn nữa thì cuối cùng phụ nữ cũng phải sinh con. Để thực hiện những việc đó thì cũng cần những cái cảm xúc tranh gối, rung động, gợi cảm để gây dựng nội giống chứ. Theo xu hướng ngày nay thì cái sự tương tác trên mạng xã hội rất là nhiều, cần những hình ảnh nhiều thì dĩ nhiên cần phải đẹp. Trên đây là hai dòng suy nghĩ về cái việc rất nên làm phẫu thuật thẩm mỹ. Video sau thì sẽ có những dòng suy nghĩ ngược lại là có nên làm phẫu thuật thẩm mỹ hay không.